Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Nay đặt lên cho anh em một bộ lửa phải gọi là cực phẩm luôn. Bộ lửa của Rim Thái đời 1997 nha anh em nha. Đây, đây là bộ lửa Rim Thái đời 97. Thì đát của nó đây. TS Mitsuba 1997. Đây, đát căng luôn nha anh em nha. Đát căng luôn. Rất là rõ luôn, đát cực kỳ đẹp. Ok nha anh em. Đấy. Lửa thì thôi, khỏi nói là lửa chưa chạm anh em. Cho nên là anh em nhìn đầu ốc này kia nó còn chấm sơn nguyên bản thế này. Đấy chưa, đầu ốc chấm sơn còn nguyên này. Càng đét luôn nha. Ốc vàng khè luôn. Lửa này khỏi nghĩ đến vấn đề chết nha anh em nha. Chứ chỉ có đẹp hoặc là rất đẹp thôi chứ không bao giờ chết nha. Cực căng. Còn đây là vô lăng. Vô lăng thì anh em nhìn này. Phía trong này không có gì ngoài từ đẹp. Rất đẹp luôn em. Thực sự. Và đây, mặt ngoài. Wow. Ui dồi ôi. Đây anh em. TS Mitsuba 1997. Đây này, thấy chưa? Đây. Trời ơi, vô lăng. Vô lửa này thì thôi chứ, cha anh em là chơi hàng đẹp lên thì hết bài nha. Khỏi nghĩ. Đây. Ui, chấm sơn này. Chấm sơn nguyên bản nha. Thất đề, dĩa đề GB4 này. Đấy, càng đét luôn. Bộ này thì anh em nào thích chơi đồ đẹp, hàng VIP thì có thể liên hệ với mình. Bộ này thì đặt bán cho anh em mức giá 3 triệu 500 ngàn nha anh em nha. Giá này thì không mắc cũng không rẻ. Tùy theo anh em đánh giá thôi. Còn đạt thì bộ này thì đúng Rim Thái và đúng đẹp thì mình không thể nào bán rẻ được hơn nữa rồi anh em ơi. Giá bộ này cũng rất là tốt, 3 triệu rưỡi thì nó thẳng một phát ăn ngay thôi. Không có cao ha. Thì anh em thực sự cần thì có thể liên hệ với Đạt. Bộ này là không có một nốt mũi đốt nào luôn nha. Không có nốt mũi đốt nào luôn. Đây. Nó căng như thế này thì anh em đủ hiểu. Như dây đàn luôn. Căng như dây đàn luôn. 1997 nha anh em nha. Đúng đồ Rim Thái nha. Rồi. Thì bộ này giá 3 triệu rưỡi. Anh em nào cần liên hệ với Đạt. Mấy ốc ác thì mình tặng cho anh em luôn. Đây. Ốc mở nó. Đây. Phe này. Đây thấy chưa. Phe bóng cỡ này. Đây. Ốc này. Ốc chạm lần đầu này. Anh em nhìn thấy không? Đó, tặng cho anh em luôn nha. Lửa này thì thôi khỏi nói rồi. Lửa thì căng đét rồi. Quay cho anh em rồi ha. Đây. Mã đây này. Cục kích của nó sẽ là mô 1996 này. Nó còn bát luôn này. Thấy đấy chưa. Đấy. Lửa như thế này thì nó thẳng với anh em bây giờ 1997 cho tới 2023 là 27 năm rồi. Mà nó cỡ này thì anh em đủ hiểu là cái xe người ta giữ kỹ như thế nào và đồ nó chất như thế nào để 27 năm rồi mà nó còn đẹp như vậy ha anh em ha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo. Anh em cứ nghĩ đi, một món hàng một trong cục máy 27 năm rồi mà bây giờ lấy ra đẹp như thế này, gần như khoảng mới khoảng 95%, bán cho anh em chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Thì anh em thấy được là nó rẻ hay là mắc. Anh em nào chơi thì anh em cũng đủ biết ha. Chơi Rim Thái ngày xưa người ta mua mấy chục cây vàng, bây giờ tính ra là mấy trăm triệu ha. Thì tính ra một cái món như thế này nó chỉ có 3 triệu rưỡi, nó rất là rẻ nha. Anh em nào cần liên hệ với Đạt. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.